nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, ngày 3 tháng 3 năm 1959, ngày 3 tháng 3 năm 2021, 32 năm ngày biên phòng toàn dân, ngày 3 tháng 3 năm 1989, ngày 3 tháng 3 năm 2021. Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Thay mặt cán bộ chiến sĩ đơn vị, Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố báo cáo một số nét cơ bản về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển đảo trong năm qua, trong đó có những kết quả nổi bật như thực hiện chương trình phối hợp hành động với các ngành, các lực lượng trên địa bàn trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả. Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố, đồng thời đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung và Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nói riêng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn, nhất là trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh, quản lý kiểm soát cửa khẩu và phòng chống dịch bệnh. Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố trong thời gian đến.